Buổi tập đầu tiên, huấn luyện viên Troussier phát biểu bất ngờ về Andrej An Khánh, tuyên bố ưu ái Việt Kiều tại đội tuyển Việt Nam. Chiều ngày 7 tháng 6, đội tuyển và U23 Việt Nam đã có buổi tập thứ hai tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF. Sự xuất hiện của Quang Hải và cầu thủ Việt Kiều Nguyễn An Khánh nhận được sự quan tâm đặc biệt. Quang Hải về nước từ ngày 5 tháng 6 nhưng anh được đặt cách tập trung muộn cùng với đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh sự góp mặt trở lại của Quang Hải thì đội tuyển Việt Nam cũng đã quy tụ gần như đầy đủ lực lượng khi mà chào đón sự gia nhập của các nhóm cầu thủ thuộc câu lạc bộ Viettel và Sông Lam Nghệ An vừa kết thúc vòng thi đấu thứ 11 V-League. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam chỉ còn thiếu hai cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài là Công Phượng và Văn Toàn. Trong khi đó, U23 Việt Nam cũng sẽ tiếp nhận thêm 4 cầu thủ là Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang, Hồ Văn Cường và Nguyễn Văn Việt. Nhóm 7 cầu thủ còn lại sẽ có mặt ở nơi đóng quân vào ngày 9 tháng 6 và ngày 10 tháng 6. Sau vòng thứ 8 giải hạng nhất quốc gia, đáng chú ý là tiền vệ Việt Kiều Nguyễn An Khánh cũng đã hội quân cùng với U23 Việt Nam vào tối ngày 6 tháng 6. An Khánh đang rất nỗ lực để hòa nhập với đồng đội trong lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Tôi rất vui khi được khoác áo của đội tuyển U23 Việt Nam và đây cũng là mong muốn của bố mẹ tôi. Tuy là xa quê nhưng lúc nào gia đình tôi cũng hướng về quê hương, anh cho biết. Trong khi đó, ông Troussier đã nhận xét, An Khánh có quốc tịch Việt Nam, công việc của tôi là nói chuyện, trao đổi cá nhân với cầu thủ khi mà triệu tập em lên tuyển. Tôi mong sau An Khánh chúng ta sẽ có thêm nguồn động lực Việt Kiều để lên đội tuyển. Đây có thể xem là một trường hợp để có thể có những chính sách cho Việt Kiều trở về khoác áo đội tuyển linh hoạt hơn. Nguyễn An Khánh sinh năm 2005 ở Cộng hòa Séc, là gia đình có bố và mẹ là người Việt Nam. Anh đã được phát hiện sớm tài năng và được câu lạc bộ Chinet chiêu mộ và phát triển ngay từ lúc 7 tuổi. Cầu thủ trẻ này chơi chủ yếu ở các vị trí tiền vệ và tấn công. An Khánh sở hữu một sự mạnh mẽ, quyết liệt và một tinh thần chiến đấu luôn bùng cháy. Nguyễn An Khánh được xem là một cầu thủ hiện đại, có kỹ thuật và phong cách chơi bóng châu Âu. Kỹ thuật, tư duy chiến thuật là cách mà anh cũng đã được đánh giá cao. Bên cạnh đó, góp phần trong lối chơi chung và hỗ trợ đồng đội, cầu thủ này cũng rất nhạy bén trong việc tạo ra cơ hội ghi bàn. Trong mùa 2021-2022, Nguyễn An Khánh đã ghi 10 bàn thắng, đóng góp nhiều pha kiến tạo đẹp mắt giúp U17 của câu lạc bộ chủ quản có kết thúc mùa giải với vị trí thứ 2. Bản thân cầu thủ này cũng đã lọt top 10 cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu khi mà bước sang mùa giải 2022-2023. Hiện tại thì cầu thủ cao 1m75 đã ghi được 7 bàn thắng và đóng góp 20 đường kiến tạo. Theo ông Troussier, đưa cầu thủ Việt Kiều có chất lượng tốt về cống hiến là một trong những biện pháp góp phần nâng cao sức mạnh của đội tuyển quốc gia. Theo danh sách tuyển trạch lên cung cấp có 20 cầu thủ gốc Việt đang thi đấu ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Pháp, Bulgaria, Cộng hòa Séc. Chúng tôi có thể cố gắng để tiếp cận những cầu thủ Việt Kiều. Tôi từng làm việc tại châu Phi, trong thời gian qua thì họ đã đạt được nhiều thành công. Nhiều thủy thủ của họ đã không tự đào tạo mấy lâu nay ở châu Âu. Những cầu thủ ấy được thi đấu liên tục trong môi trường bóng đá đỉnh cao và đây là lý do sức mạnh của đội châu Phi đã được nâng tầng nhanh chóng. Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan, Malaysia và Indo cũng đã làm việc như này, nhưng Việt Nam thì không có nhiều cầu thủ như vậy. Trong đợt tập trung tháng 6 thì ông Troussier sẽ triệu tập cầu thủ Việt Kiều Nguyễn An Khánh lên U23 và đây là một trường hợp hiếm hoi của cầu thủ được đào tạo và thi đấu ở nước ngoài về khoác áo đội tuyển trẻ Việt Nam. An Khánh thì có quốc tịch và hộ chiếu là Việt Nam, do đó tôi chỉ phải nói chuyện với bố mẹ và cá nhân cậu ấy để đưa ra quyết định triệu tập. Ông Troussier cho biết, cầu thủ An Khánh là trường hợp đặc biệt trong đợt tập trung của U23 Việt Nam. Anh sinh ra và lớn lên tại Cộng hòa Séc và ông đang nhắc tới về cái tính sở hữu nguồn lực của cầu thủ Việt Kiều, nhưng ông nhấn mạnh rằng vai trò của hệ thống giải chuyên nghiệp câu lạc bộ đối với việc nâng tầm sức mạnh đội tuyển quốc gia. Để nâng cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên như chúng tôi là chưa đủ. Phương thức đầu tiên là cần phải có hệ thống V-League, giải hạng nhất cần phải hoàn chỉnh và liên tục có nhiều trận đấu để có thể kéo dài 40-50 trận đấu mỗi mùa. Đội tuyển Việt Nam thành công hay không phụ thuộc vào câu lạc bộ. Vì huấn luyện viên trưởng người Pháp đã nói, còn 5 tháng trước khi đội tuyển Việt Nam bước vào trận mở màn vòng loại thứ 2 World Cup 2026, nhưng cuộc đại phẫu của ông Troussier đã bắt đầu ngay từ thời điểm này. Chuyến đi sang người Pháp triệu tập 34 cầu thủ Việt Nam, 24 cầu thủ U23 trong 6 tháng với tổng cộng là 4 trận giao hữu. Ông cũng sẽ sàng lọc đội tuyển để tiếp tục chia nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 1 sẽ gặp Hồng Kông, trong khi nhóm 2 đá với trận câu lạc bộ Công an Hà Nội và Hải Phòng. Ông Troussier nêu quan điểm rằng việc phân chia đội tuyển và U23 mang ý nghĩa tờ giấy, không có ranh giới nào. Không có ranh giới giữa đội tuyển Việt Nam và U23, tôi quan sát và tôn trọng đưa ra những thông tin và những thử nghiệm chính xác nhất. Việc thử nghiệm và đánh giá cầu thủ được thực hiện dựa trên độ tuổi và từng buổi tập với những cầu thủ cũ, cầu thủ mới, tiêu chí đánh giá là như nhau. Nếu việc đích danh một số trụ cột không xứng đáng lên tuyển cũng cho thấy thông điệp cứng rắn của ông Troussier. Toàn bộ đội tuyển trở lại vạch xuất phát, chuẩn bị thích nghi với một triết lý mới. Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Sương phân tích, ông Troussier đã có những đánh giá về trường hợp của Quang Hải, Công Phượng. Theo tôi, ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam nên đánh giá theo hai tiêu chí, một là thái độ và động lực, thứ hai là sự hòa nhập của cầu thủ này với lối chơi mới. Bởi theo như ông Troussier đề cập là có những cầu thủ giỏi ở câu lạc bộ nhưng lên tuyển Việt Nam chưa chắc đã tốt. Đây sẽ là mới bước đầu trong quá trình chuẩn bị để chiến lược gia 68 tuổi đánh giá. Nói đây là cuộc đại phẫu đội tuyển Việt Nam bởi ông không chỉ thay đổi con người, lối chơi mà nhà cầm quân người Pháp còn tái cấu trúc bóng đá Việt Nam ở cấp độ đội tuyển mà nổi trội đó chính là đội tuyển quốc gia và U23. Thay vì tập trung huấn luyện như các tuyển thủ thì ông Troussier sẽ san sẻ nguồn năng lượng để bồi dưỡng cho U20, U23 thậm chí U17. Nhà cầm quân người Pháp đào tạo lên một mục tiêu quy mô lớn với con số mà ông cam kết 100 cầu thủ. Đây là phương pháp mà ông đã từng áp dụng tại U19 Việt Nam để lựa chọn ra đội ưng ý nhất vòng loại U19 châu Á 2020. Chiến lược gia người Pháp từng làm việc với hàng trăm cầu thủ U18, U19. Chia lẻ đội tuyển tập trung nhiều đợt khác nhau, không bỏ sót nhân tài. Ở đội tuyển Việt Nam, triết lý của ông Troussier sẽ được nhân rộng quy mô lớn hơn, nhưng mục đích vẫn là tạo ra những tấm lưới đủ lớn, tập hợp nguồn lực tối ưu cho bóng đá Việt Nam. Chuyên gia Đoàn Minh Sương đã viết, vòng loại World Cup 2026 là một giải đấu lớn, kéo dài từ cuối năm nay đến giữa 2024, có thể đến 2025 nếu đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng loại thứ 3. Đó là cuộc chiến đường dài, đòi hỏi ông Troussier cần phải có một lực lượng đông đảo. Huấn luyện viên người Pháp cần phải ra soát toàn bộ lực lượng bóng đá Việt Nam từ U20, U23 đến đội tuyển quốc gia. Trước đây, ông Park Hang-seo chọn ra một lực lượng cầu thủ rồi từ uy hóa về phối chơi phòng ngự phản công. Do vậy, đội tuyển Việt Nam không có chỗ cho nhân tố mới. Lối chơi phòng ngự phản công đã thành bản năng của cầu thủ. Cách đá phòng ngự phản công đã mang lại thành quả, nhưng châu Á đội tuyển Việt Nam nằm ở hai nhóm khu vực, muốn lọt vào nhóm 1 thì cần phải có phong cách thi đấu mới. Không thể khẳng định là ông Troussier sẽ thành công, thậm chí là tỷ lệ thất bại còn cao hơn thành công, bởi lối chơi cũng có ưu nhược điểm, quan trọng là cầu thủ giỏi. Cầu thủ đã đá đẳng cấp thì lối nào cũng sẽ chơi được. Tuy nhiên, nền tảng bóng đá Việt Nam còn rất mỏng, sới nền bóng đá chưa chắc để tìm ra được 40 cầu thủ ưng ý. Nhưng khi đạt ra mục tiêu này rồi thì phải mạnh dạn đầu tư và kiên trì theo con đường này.